Xin chào các bạn đã đến với kênh của Man Hero Game, và hôm nay thì Man vẫn tiếp tục con game ở đấu trường chân lý bản mobile. Ok, trong trận đấu ngày hôm nay thì chúng ta có gói thành phần trang bị nè, sáng vàng nè, lò nâng cấp người đá. Nhưng cái lò nâng cấp người đá đó nó chỉ gắn trang bị hỗ trợ thôi chứ nó không gắn ấn. Nếu như mà nó gắn ấn thì có lẽ là sẽ được rất là nhiều người ưa chuộng đó. Ok, sáng vàng. Man chọn sáng vàng. Game hình như là nó đã có một cái nâng cấp mới, và trong đó thì sẽ gọi là có nhiều cái thay đổi mới các bạn. Thay đổi mình thấy là thay đổi về phương diện là cảnh vệ, team thần rừng nhá, team thần rừng. Thì lúc trước thì con nâng cấp lên thì có búp cho con Kindred. Rồi bây giờ sẽ đang hình như là búp cho con Garnet. Ok, thì nhưng mà cái team thần rừng á, này Man cảm thấy là Man đã chơi thử là cả hai cái màn top 8 luôn các bạn. Nói chung thì nó cũng hơi phiêu diêu miền cực nhọc quá. Để lấy được đam đến từ Kindred thì nó cũng hơi khoai khoai một tí xíu, nhưng mà nói chung thì con đấy nó chơi cũng ok. Thì trong trận đấu ngày hôm nay, không biết mà anh sẽ đi tìm nào đầu tiên đây. Dự định là sẽ đi thần rừng với đam chủ lực là Kindred. Nhưng mà bây giờ qua tới cái round 1.4 rồi mà chưa thấy em thần rừng, em Kindred nào ra cả các bạn. Đặc quyền phú gia, nhận 10B là viện trợ sắp tới, sau 8 vòng trao tranh người chơi một trang bị hỗ trợ. Trong dọn tiếp theo bạn 2 ô dự bị. Ok, rồi tiền ăn trưa đi. Kharis, mình đang cảm thấy là mình đang có một cái bộ thiên cung luôn á. Neko cho Kharis các bạn. Kharis mà chơi lên 3 sao mà đồ đạc ngon ngon cái thì nhảy cứ một hit. Em là ít ít máu là cứ một hit một em. Bây giờ là mình đang có một cái sẻn này. Thì nói chung thì cái sẻn này trong trận ngày hôm nay thì ai cũng có cái sẻn hết á. Ông này ông vô cái sẻn xứ Thanh Hoa rồi. Amumu Ache. Xứ Thanh Hoa Amumu Ache. Ok, mấy trận đầu tiên thì thua. Đó, Garnet nè. Đấy, một con thay đổi thôi. Đang có cái ấn thần rừng luôn. Ok, Garnet, Neko, Kindred. Vô ạ, giờ gọi là vô hệ rồi đó. Vừa có Kharis luôn. Vừa kích được tử thần, kích được thần rừng luôn. Thế là chơi con gì ta, con Kindred á mà không kích được cái tử thần á, cái búp tử thần á thì nó hơi yếu yếu nha các bạn. Nó hơi yếu yếu sao mà anh cảm thấy là nó không có kích tử thần cho nó quýnh không có ra đam, nên không có nhảy bạo nhiều. Nói chung thì có 20% ray ra bạo, nhưng mà nó sẽ nhảy lên một phát mình thấy nó vui vui. Thần rừng rồi. Có, ok, John cũng đang có một con ở phía dưới. Tức kích cho nó thêm cái định mệnh nữa.
Ok, có một cái Kinder Red mà đang trang bị cho nó một cây trượng phép rồi. Ok. Lụm thôi, à, thêm một em nữa. Okay, có lý rồi nha, bắt đầu thấy là hơi có lý rồi đó. Bây giờ mình đang được đó là ba thần rừng, hai thiên cung, hai tử thần. Nói chung thì thêm một con thần rừng nữa cho nó cứng cứng tí xíu, hai tử thần thì tạm chơi được. Tạm giữ gọi là giữ máu được. Ok. À, có thêm hai em đấu sĩ thần rừng ra nữa. Mà anh đang có trang bị cho nó con Kinder Red, thứ nhất là bùa xanh này, phải có cái bùa xanh nữa cho nó chơi thì nó mới 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 ngon nữa các bạn. Một cái quyền trượng thiên thần rồi, một cái quyền trượng thiên thần thì cũng cũng được. Nói chung thì đã có được cái hệ tử thần đó, thì man không có kích cho nó cái gan bảo thạch. Không, nếu như mà không có chơi kích hệ tử thần đó, thì phải tất nhiên là phải trang bị cái gan bảo thạch cho con Kinder Red rồi. Cái gan bảo thạch này thì nó mới tăng được cái khả năng chí mạng lên cho con Kinder Red, nó bắn nó mới nhảy đam được. Để mà nhưng mà bây giờ yêu cầu nó phải cần thêm cái bùa xanh nữa. Cái bùa xanh là hình như gọi nói chung là một cái gì đó nó chủ chốt cho con Kinder Bread rồi luôn các bạn. Tại nó có một cái dạng năng lượng nó thấp nên là cái bùa xanh nó sẽ khiến cho Kinder Bread nó khả năng là nó bắn nhiều hơn. Nó sử dụng skill nhiều hơn. Hay cái nỏ sét nè, nhưng mà cái nỏ sét thì mang cho mấy con tăng cơ nó chơi ấy thì được. Ngay đầu tiên mà có thần rừng từ ngay đầu tiên thì đánh nó sẽ tăng máu rồi. Thằng rừng cũng hay, một mạng hạ gục vậy tăng 3 máu. Thả lên đi 4 thằng rừng nữa tăng thêm mớ máu nữa. Đang rao 270 để xong cái mày xong cái rao này xem có đồ gì. Có quyền trượng thiên thần rồi là một cây thì có gan bảo thạch thì cũng không cần, bây giờ thì cũng không cần gan bảo thạch mà là cái mũ thủ phỉ ra bà đôn. Nhưng mà có điều á, thì đang có hai cái quyền trượng luôn rồi. Ok, hai cái này nó cộng mới ghê hơn, hình như là nó cộng sẽ ghê hơn cái mũ này. Mũ nó sẽ gây thêm 8 sát thương, còn này nó cộng là thêm ma sát thương ma pháp. Bên kia có giáp nguyệt quá hay cả. Nhà sứ Thanh Hoa. Phía sau bắn tỉa bắn dễ sợ thiệt.
chón, bắn gậy chón. Nổi nâng cấp thứ hai, đồng lòng tranh đấu hai này, hy sinh này, công mệt nghỉ này, tử thần đây rồi, ok. Y luôn, gây thêm sát thương cho tử thần nữa. Tử thần được gây gây thêm sát thương các bạn. Mình đang có 3 thần rừng, 2 thiên cung, 2 cảnh vệ, 2 tử thần. Kindred cũng đã lên 2 sao. Và khả năng thì sẽ đam to hơn 1 sao là cái điều chắc chắn rồi. Rồi ông đấu sĩ hắc ám mà. Đấu sĩ hắc ám xài bùa sử gia. Sử gia là đấu sĩ hắc ám xài bùa sử gia thì con Riven nó đấu sĩ mà nó lên cũng ghê gớm lắm nha các bạn. Con Riven đấu sĩ. Còn nó chơi thấy cũng hay à. Lên cho nó mấy cái kích cho nó quý nhân nè, kích cho nó đấu sĩ nè, vừa máu vừa giáp. Xanh 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 xanh. Được thêm có một con ấy nữa hả, con thần rừng đó đó, có nguyên cái bùa xanh luôn, hay quá anh ơi, có cái bùa xanh là ổn rồi. Gì chứ Kindred là phải có cái bùa xanh nó mới chơi nó mới ngon lận. Bắn chừng nhảy chừng 1-2 phát cái skill ra, 1-2 phát cái skill ra. Amumu này có cần không nhỉ? Mặc dù thì nó đã kích cảnh vệ rồi nhưng mà có vẻ như là nó không cần lắm rồi. Nhảy ok, thua thua nhưng mà không sao không sao, gần có sao rồi chứ, tới top 7 luôn rồi. Lên top 6, 64 máu, 61 máu rồi. Ok, tới vòng đi chợ tướng 4 tiền on, kích 4 thần rừng lụm liền ngay vào luôn. Có thêm cái đài máu nữa. Mình đang có một cái máy sao chép tướng 3 tiền trở xuống, một găng tay, một giáp vai ha. Lên là về thôi, bỏ on ra, kích 4. Kích 4 4 4 thần rừng rồi. Được 30 ma pháp cộng với lại máu lên cùng 7. Hồi nãy giờ mới tiêu diệt mục tiêu được có 19 nữa các bạn. Mới cộng có 200 mấy à. 200 mấy máu à. Bắn nhảy đam bạo kích. Nhảy đảm bảo thiệt. Nè cô này. Hình như có một cái con Amumu này. Đây kích cảnh vệ cho con Grenade, mà hiện tại thì con Grenade bây giờ nó chỉ mới Grenade 1.
Ông này sử gia 7 luôn à. Hay thật. Ok, tới dòng săn quái Vura 3.7. Đồ thì đồ đam á, thì Kindred Red đã có đủ rồi. Bây giờ chỉ còn còn phần còn lại là đồ đồ tăng thôi. Đặc biệt là Man đang cần có đồ tăng máu. Tăng máu, tăng giáp. Năm thần thoại, hai con 3 sao rồi, quá dữ. Ok, lại tiếp tục một chuỗi thua rồi. Nắm rõ đối thủ nè, tướng bạn gây thêm sát thương nè, món quà tử sĩ, túi đồ cỡ đại nè, có 3 trang bị nè. Đồ phép hả? Con nào xài phép nữa? Giờ này ra trang bị Parabol thì nó cũng hơi không hợp lý tí. Ok, chọn cái đồ phép thôi. Chà, máu hơi căng nha, còn có 41 máu hả? Thằng thế này 72 máu nè. Ghê quá, ghê quá. Còn ở sau nó bắn ghê quá. John mang cái huyết kiếm. À, mình được 3 3 tử thần, phải 4 tử thần ha. Bỏ do vô nó khác khác liền ta. Lụm luôn. Tay khổng lồ. Con này 3 sao. Con 5 tiền 3 sao này nó cực kỳ mạnh nha. 2 sao là thấy nó cũng trâu bò rồi.
Kinder Red là nãy giờ mới Kinder Red 2 cộng hai con Kinder Red 1 à. Thì chừng nào nó mới lên được 3 sao đi ta. Chà, căng hay. Lo lên là về quá, bây giờ lên tới cấp 7 luôn rồi. Rồi mấy con 2 tiền 3 tiền nó cũng hơi khang khang tí xíu. Đồ do nó chặt do thiên cung á à, do thiên cung thêm một con tử thần nữa. Bán con Amumu để kích tử thần, kích luôn hắc ám. Kích cánh vệ, kích cảnh vệ, kích hắc ám luôn. Kích hắc ám cho thằng do nó chặt. Ừ, con gấu, gấu nó to. Đây là sắp sửa là tiêu tán đường rồi nè. Ồ, mình còn có 21 máu rồi các bạn. Ok, Kindred 3. Ổn ạ. Bây giờ mới cảm thấy đỡ sợ hơn lúc nãy. Chứ còn có giữ vẫn giữ King và Red 2 thì cảm thấy nó hơi hơi sợ hãi các bạn. Này gặp bắn tỉa phía sau nó bắn tới chắc tiêu quá. Ok. Chỉ là đỡ sợ thôi chứ còn nó cũng sợ như bình thường. Ai còn 9 máu à, cha căng thẳng ra. Lên ao top 8 luôn, giỡn chơi hoài. Thần rừng kìa, thần rừng kìa. Ok, thần rừng xấu. Ừ, thần rừng xấu là thêm được một đống máu lên đây. Nhưng mà làm như vậy thì con không kích được cái tử thần. À nó vẫn vẫn còn hai tử thần. Ok. Được được, có lý có lý có lý. Sáu thần rừng là nó lên một đống máu luôn nên là cái đội ở phía trước nó hơi trâu trâu tí xíu, đâm ra là con King nó nhảy được, nó nhảy được lâu hơn. Ok. Ok, lấy thêm cái giáp nữa củng cố cái hàng trên nè.
khổng lồ. Thằng John này nó đâu còn xài nữa đâu ta. Bắn đã hơn rồi đó. Ô, phải 6 thằng rừng ha. 6 thằng rừng lên cái đội trên nó mới cứng được một tí. Nếu lúc nãy có 4 thằng rừng thì cái đội trên nó không cứng lắm. Tại mấy cái đội trên của mà nó chỉ có 2 sao không à. Này em khổng lồ ơi, đó gom. Có thêm cây trượng nữa, trượng hồi năng lượng nữa. Ngọn giáo Sujin ngon ngon. Ngọn giáo Sujin này em cho thân rừng 5 tiền ngon. Hay á. Nó vô thằng rừng 5 tiền thôi. Do này hết xài ơi. Hai khổng lồ. Có khổng lồ kia 2 tiền. Đang cầm cái huyết kiếm. Đấy, chơi mới ngon á. Cầm cái huyết kiếm chơi cũng được. Mình còn 9 máu. Khả năng mình top 4 khá là cao. Ồ, top 1, top 2 còn tới 48 máu, 40 máu. Ủa, ông top 2 này ông Amumu trâu với lại ai chê ở đằng sau. Mình cộng được 1.000 mấy máu rồi bạn. Ồ. Katin lên 3 sao rồi nè. Một con bắn tỉa ở phía sau, con top 2 nó lên 3 sao, ổng được cái ổng có con Amumu nó hơi trâu này. Với lại phía sau đó ổng có con con AC nó cầm cuồng cung nó bắn như mới AC 2 hay sao. Quyền năng khổng lồ. Vô khổng lồ, ok. Đồ ra đúng đẹp luôn. Giờ phút này mà có cái quyền năng khổng lồ ngon. Hết sức là hợp lý. Đánh với nhà sử gia 7.
Đúng, con khổng lồ 5 tiền đó nó trâu thiệt nha. Bỏ đi, thiên cung bỏ đi. Cho giáp vô luôn thôi. Ok, bây giờ là man đang kích lại là ba định mệnh, sáu thần rừng, ba khổng lồ. Ok, hai tử thần thì vẫn giữ rồi, ba định mệnh thì tăng thêm cái phần tốc đánh cho con Kindred. Bỏ thiên cung, còn này cô cũng không lên được 3 sao nên thôi bỏ. Mình còn 9 máu, đang đang top 3 các bạn. Hai ông trên kia còn ba mấy máu, ba mấy máu. Ừ, trong bây giờ là mà anh tôi chỉ thua, trận thua một ván thôi là out luôn rồi. Out sân luôn á. Cấp 9 rồi mà roi kiếm 5 tiền cũng hơi khoai nha. Với cấp 10 á, đang kiếm 5 tiền con thần rừng với lại con cảnh vệ kia cho nó lên 2 luôn. Trời, nó khổng lồ mà nó còn trâu nữa chứ. Ghê thiệt, ghê thiệt. Hết tiền. Không kiếm con thần rừng, thêm con thần rừng nữa. À, hai con thần rừng để lên thần rừng 5 tiền 2 sao mà cũng khó nha, là về 9 thì rồi hơi bị khó. Ra 5 tiền luôn nha. Hết tiền luôn các bạn, hết tiền để rồi luôn. Ừ. Nhà này có cụm trong góc nha. Ok, máu nhiều lắm, khi nào red giờ máu nhiều lắm. Ok. À, top 1 luôn các bạn.
Ok, Maro xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Nếu thấy video hay thì cho Man một like nhé. Ok, Maro xin chào.